Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đối thoại với các doanh nghiệp du lịch để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư. Sau nhiều năm triển khai thi công, đến nay tuyến đường Trưng Nữ Vương ở thị xã Hương Thủy vẫn chưa thể hoàn thành vì vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Việc chỉnh trang và thông tuyến đi bộ trên Thượng Thành, đoạn trước Đại Nội Huế thời gian gần đây đã thu hút du khách và người dân đến tham quan và có những trải nghiệm mới. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 3 năm 2023. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Du lịch tổ chức gặp mặt đối thoại với lãnh đạo tỉnh, ngành du lịch và triển khai nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội năm 2023. Dự buổi đối thoại có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phan Thiên Đình, Bí thư Thành ủy Huế cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp, các hiệp hội được đối thoại với lãnh đạo tỉnh, ngành du lịch đề xuất một số vấn đề nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh thu hút khách. Trong đó, đề xuất tỉnh tiếp tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn hậu đại dịch, quan tâm định hướng quy hoạch phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ, điểm đến, ưu tiên đầu tư vào phân khúc thị trường du lịch cao cấp, đồng thời hỗ trợ đẩy mạnh xúc tiến thị trường tiềm năng, tăng tần suất bay các tuyến Huế với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển một số tuyến bay mới đến các thị trường du lịch trọng điểm để thu hút nguồn khách, chủ trọng xã hội hóa hoạt động du lịch. Các ý kiến tại hội nghị tập trung vào các nội dung về việc cần thay đổi sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch thông minh phù hợp với nhu cầu của du khách hiện nay. Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cần bổ sung dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ trùng tu điện Thái Hòa để phục vụ khách. Tỉnh và ngành du lịch, hàng không có kế hoạch khai thác các chuyến bay thu hút khách khi cảng hàng không mở rộng, nâng công suất. Một số ý kiến đề xuất về thu hút đầu tư, nâng cấp hạ tầng du lịch, môi trường các điểm đến, phát triển dịch vụ về đêm, xây dựng trung tâm mua sắm, trung tâm ẩm thực có quy mô để phục vụ du khách. Đại diện một số ban ngành đơn vị trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp về chính sách tín dụng, tuyên truyền quảng bá du lịch, việc khai thác mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cả vấn đề liên quan đến điểm đến tham quan di tích, xây dựng môi trường du lịch, sản phẩm dịch vụ Huế về đêm. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chia sẻ khó khăn của ngành du lịch sau đại dịch và trong bối cảnh hiện nay, ghi nhận ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp du lịch. Về phía tỉnh, trong định hướng phát triển, Thừa Thiên Huế đã có nghị quyết về phát triển du lịch, có quy hoạch về phát triển các khu du lịch, sản phẩm du lịch. Địa phương và ngành du lịch cần tiếp tục xây dựng môi trường du lịch, tạo vùng lõi đô thị xanh, sạch, sáng, phát triển loại hình du lịch cao cấp, đẩy mạnh truyền thông quảng bá hiệu quả, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, nâng cao thương hiệu du lịch Huế. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban ngành đơn vị tiếp thu xem xét, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch phục hồi phát triển, đảm bảo tăng trưởng trở lại. Đối với doanh nghiệp du lịch, cần nỗ lực vượt qua khó khăn, đóng góp xây dựng du lịch xứng tâm là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đồng thời, ngành du lịch cần tính toán có sự chuẩn bị tốt, đón đầu khi Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trong hai ngày, ngày 2 và ngày 3 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023. Đại tá Thái Đức Hành, Phó Chủ nhiệm Chỉ huy Quân khu 4 đến dự và chỉ đạo luyện tập. Với tình huống đặt ra là trên địa bàn tỉnh và quân khu, tình hình diễn biến phức tạp, khó lường, yêu cầu phải giữ vững khu vực phòng thủ. Sau khi nhận lệnh của cấp trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ cho cơ quan đơn vị và tổ chức cơ động một phần lực lượng ra khu sơ tán, tránh đòn tập kích ban đầu. Bước vào luyện tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện đầy đủ các nội dung, thứ tự đề ra. Ở các giai đoạn huấn luyện đều được thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học, trọng tâm trọng điểm, phối hợp xử lý tình huống sát với điều kiện tác chiến và phương án huấn luyện. Thông qua luyện tập, giúp chỉ huy và cơ quan thuần thục hơn nữa các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, rút bài học kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình nhiệm vụ. Sáng qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ khởi động chuỗi hoạt động Ngày hội áo dài và ẩm thực Huế với chủ đề Hương sắc Huế tại phố đi bộ Hoàng Thành. Tham dự lễ khởi động ngày hội có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân. Ngày hội đã thu hút gần 2.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân thành phố Huế tham gia với các hoạt động như khai trương gian hàng không đồng với 2.000 bộ áo dài được trao cho những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, quảng diễn áo dài cộng đồng, chương trình nghệ thuật áo dài đặc biệt Hương sắc Huế,
tham quan và thưởng thức những món ăn đặc sản Huế tại gian hàng trưng bày đặc sản ẩm thực địa phương. Đặc biệt, tại lễ khởi động, các hội viên còn được tham gia giao lưu, chia sẻ cùng nghệ nhân ẩm thực Huế về các món ngon của vùng đất cổ đô. Thông qua chuỗi hoạt động này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn sẽ góp phần quảng bá hình ảnh tà áo dài và ẩm thực đặc sắc của các vùng miền xứ Huế, qua đó thể hiện niềm tự hào về văn hóa Huế, con người Huế, góp phần đưa Huế trở thành đô thị di sản đặc sắc của khu vực và cả nước. Sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức hội nghị phản biện lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Góp ý về nội dung liên quan đến dự thảo luật đất đai sửa đổi trong bối cảnh Huế là vùng đất di sản, nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh đề nghị trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương cần tôn trọng những cảnh quan có giá trị lịch sử, lấy mốc thời gian từ 100 năm trở lên để bảo tồn cho đời sau. Điều này vừa phù hợp với nguyện vọng của người dân địa phương, vừa thể hiện quan điểm, mục tiêu lấy văn hóa làm nền tảng phát triển xã hội của Đảng và Nhà nước. Liên quan đến các điều 38, 85 và 89 thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, sau khi lấy ý kiến rộng rãi trong hội viên, Hội Cựu chiến binh thành phố Huế đề nghị cần quy định thời gian để thu hồi đất, giải quyết khiếu nại, vấn đề định giá đất phải cân nhắc lợi ích giữa cả khu vực nhằm giải quyết hài hòa quyền lợi của người sử dụng đất, nhà đầu tư và chủ trương của nhà nước, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai. Cơ bản thống nhất với dự thảo luật đất đai sửa đổi, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đại biểu đại diện cho các ban ngành, tổ chức, đoàn thể cùng góp ý một số điều trong chương 5 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương 8 liên quan đến phát triển quỹ đất, về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chương 9, cơ chế chính sách, tài chính, giá đất, chương 11. Cộng đoàn cơ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cổ đô Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù hoạt động trong bối cảnh hơn một nửa thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, công đoàn cơ sở trung tâm đã có nhiều nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động. Nổi bật trong công tác chăm lo đoàn viên và người lao động chính là chương trình Tết Sum Vầy với trung bình mỗi năm trích khoảng 1,3 tỷ đồng để tặng quà dịp Tết Nguyên đán. Thông qua tổ chức công đoàn, nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động tỉnh và từ Quỹ Quốc gia việc làm sửa chữa nhà ở, phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng. Song song với chăm lo đời sống vật chất, công đoàn cơ sở trung tâm cũng làm tốt chăm lo đời sống tinh thần và nhiều hoạt động như văn nghệ, thể dục thể thao, gặp gỡ giao lưu. Công đoàn trung tâm đã phát động nhiều phong trào thi đua, qua đó nhiều đề tài, công trình nghiên cứu có giá trị khoa học được triển khai ứng dụng, góp phần cải tiến và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị quần thể di tích cổ đô Huế. Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết phát triển, trong nhiệm kỳ mới, công đoàn cơ sở trung tâm bảo tồn di tích cổ đô Huế sẽ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm và vì sự ổn định phát triển bền vững của đơn vị. Trong đó sẽ tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ viên chức và người lao động, tuyên truyền, vận động giáo dục và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện. Chuyển sang những tin tức kinh tế, do kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn và biến động khó lường, tính chung 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam ước giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê vừa cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2 năm 2023 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 7%, ngành chế biến chế tạo tăng 3,3%, sản xuất và phân phối điện tăng 2,8%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6%. Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2022 tăng 5,6%, do kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, biến động khó lường, lạm phát các nước mặc dù hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, đơn hàng giảm, kim ngạch xuất khẩu giảm. Để tăng tốc phát triển sản xuất công nghiệp trong năm 2023, theo Bộ Công Thương, Bộ sẽ triển khai tích cực đề án tái cơ cấu ngành công thương. Trên cơ sở đó, phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo thông tin của Bộ Xây dựng vừa phát đi chiều ngày 2 tháng 3, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước đã có buổi làm việc và thống nhất sẽ thực hiện gói đề xuất 120.000 tỷ đồng của Ngân hàng Nhà nước, do đây là gói có sẵn, có thể thực hiện được ngay. Bộ Xây dựng cho biết, trước mắt, gói tín dụng này vẫn ưu tiên hỗ trợ cho phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Về phía Ngân hàng Nhà nước đã họp với 4 Ngân hàng Thương mại Nhà nước, Vietcombank,
VTBank, BIDV, Agribank. Các ngân hàng này cũng thống nhất dành một gói tiền dùng cho lĩnh vực nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trị giá 120.000 tỷ đồng, với lãi suất cho vay cả người xây dựng và người mua nhà thấp hơn khoảng từ 1,5 đến 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ. Gần 149 tỷ đồng là số tiền chi trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí trên được chi từ dịch vụ môi trường rừng cho hoạt động trồng rừng thay thế với diện tích hơn 2.000 hectare. Tổng số tiền đã thu lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 hơn 192 tỷ đồng. Trong đó, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang xây dựng công trình thủy điện hơn 79,373 tỷ đồng. Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang xây dựng công trình phục vụ kinh doanh gần 86 tỷ đồng. Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang xây dựng công trình công cộng hơn 27 tỷ đồng. Tổng diện tích đã bố trí trồng rừng thay thế hơn 2.009 hecta. Trong đó, diện tích bố trí trồng từ năm 2013 đến năm 2021 hơn 1.789 hecta. Diện tích bố trí trồng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 220 hecta. Tổng kinh phí đã được phê duyệt thực hiện trồng rừng thay thế gần 149 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân gần 83 tỷ đồng. Số tiền sẽ giải ngân theo tiến độ trồng chăm sóc rừng hơn 65,6 tỷ đồng. Đối với số tiền đã thu còn lại hơn 44 tỷ đồng, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trồng rừng thay thế theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, dự án nâng cấp mở rộng đường Trương Nữ Vương là một trong những dự án giao thông quan trọng của thị xã Hương Thủy. Thế nhưng, sau nhiều năm triển khai thi công đến nay, tuyến đường này vẫn chưa thể hoàn thành vì vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Dự án đường Trương Nữ Vương được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 nằm trên địa phận phường Thủy Dương và Thủy Phương, có điểm đầu là nút giao nối với đường Võ Văn Kiệt và điểm cuối là nút giao nối với đường Già Lê. Giai đoạn 2 là dự án nối tiếp với dự án đường Trương Nữ Vương giai đoạn 1, có điểm đầu là nút giao với đường Già Lê và điểm cuối là nút giao với đường Nguyễn Văn Chính. Mặc dù đã được triển khai giai đoạn 2, nhưng giai đoạn 1 của dự án vẫn chưa hoàn thành do vẫn còn một hộ dân chưa thống nhất với phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Tuyến đường vẫn đang trong tình trạng nặng thì bùi, mưa thì lầy, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh của người dân nơi đây. Nếu mà cái tuyến đường này mà không có cái vấn đề này á, thì chắc có khả năng thì cái tuyến đường này thì còn đã hoàn thành trong năm rồi. Tuy nhiên là cái đoạn đường này là chưa làm xong thì thứ nhất là trời nắng á, cho nên là bà con đi lại rất chi là bụi. Bà con sống xung quanh đây là mỗi lần mà nắng lên là mà xe nó chạy qua đấy là rất chi là bụi, cho nên là bà con là kinh doanh buôn bán ăn uống là không để hoạt động được, cho nên gây khó khăn. Theo Ủy ban nhân dân thị xã, nguyên nhân các hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng và chưa chịu nhận hỗ trợ là do việc áp giá giải tỏa đền bù theo giá quyết định của nhà nước còn thấp. Người dân yêu cầu đền bù cao hơn với giá quyết định nên không thể giải quyết, dẫn đến tình trạng trên kéo dài. Với những trường hợp này, Ủy ban nhân dân thị xã cũng đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân đồng tình hưởng ứng, sớm nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công. Trường hợp những hộ dân nào không tự nguyện bàn giao sẽ tham mưu cưỡng chế theo quy định của pháp luật, đảm bảo công trình triển khai đúng tiến độ. Cái vướng mắc ở một cái trường hợp hộ gia đình này cho nên là nó ảnh hưởng đến cái tiến độ hoàn thành chung đã hơn 2 năm. Do vậy trong thời gian tới thì đối với cái trường hợp cái hộ gia đình này thì trong tháng 3 này chúng tôi sẽ là thực hiện cưỡng chế trong trường hợp hộ gia đình không tự nguyện chấp hành các cái quyết định của cơ quan có thẩm quyền, chờ cái phản ánh của người dân xung quanh rồi những cái người tham gia lưu thông trên tuyến đường thì là cũng rất là bức xúc về cái sự chấp hành của một trường hợp này đối với cái ảnh hưởng chung của dự án. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm triển khai thì dự án tuyến đường Trương Nữ Vương giai đoạn 2 vẫn chưa thể hoàn thành do vướng một số vấn đề trong công tác giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân được đưa ra là do có một số hộ dân vẫn còn chưa đồng ý với phương án đền bù do Ủy ban nhân dân thị xã đưa ra. Và đối với những hộ dân này thì Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã có những phương án để tiến hành cưỡng chế trong thời gian sớm nhất để sớm hoàn thiện giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, hoàn thành tuyến đường, đảm bảo đời sống cho người dân. Tình trạng vướng giải phóng mặt bằng ở các công trình dự án đang là vấn đề khó hiện nay. Nếu không được giải quyết triệt để bằng những biện pháp phù hợp,
thì không chỉ có tuyến đường Trưng Nữ Vương mà nhiều công trình, dự án lớn nhỏ có thể sẽ bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Phần cuối chương trình là các tin tức khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các bộ ngành lấy ý kiến xây dựng nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Tại dự thảo tờ trình, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể, tăng thêm 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng so với trước đó cho những người đã được tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tăng thêm 20,8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của những người chưa được điều chỉnh lương hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, nghỉ hưu sau thời điểm này. Với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu trợ cấp hàng tháng dưới 3 triệu đồng một tháng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất sau khi tăng theo mức chung 12,5%, nếu mức lương vẫn thấp hơn 3 triệu đồng một tháng sẽ được chia thành hai nhóm để tăng thêm. Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, thành phố Huế tổ chức tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng đã ban hành nhiều kế hoạch, chỉ đạo lực lượng công an làm tốt công tác điều tra địa bàn, khoanh vùng đối tượng để đưa vào diện chuyển hóa, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhân dân, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong thời gian cao điểm vừa qua đã phát hiện xử phạt 13 vụ việc với 55 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 80 triệu đồng, quét xóa 6 điểm phức tạp về ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 đối tượng, ra soát, lập hồ sơ quản lý kỹ càng đối với các đối tượng sau cai nghiện. Song song với hoạt động của lực lượng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã vận động người dân lắp các đèn chiếu sáng, camera an ninh, đặc biệt là tại các khu vực vắng người, nơi mà các đối tượng có thể lợi dụng để sử dụng ma túy. Tuy đã đạt được nhiều kết quả, nhưng công tác chuyển hóa địa bàn, phòng chống tội phạm được Ủy ban Nhân dân phường xác định vẫn còn rất phức tạp. Thời gian tới, phường tập trung chỉ đạo lực lượng công an đẩy mạnh đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến hình sự và ma túy trên địa bàn, duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tăng cường tuyên truyền trực quan cũng như bằng nhiều hình thức trên mạng xã hội để vận động người dân cùng chung tay vào công tác đấu tranh. Thưa quý vị và các bạn, việc chỉnh trang và thông tuyến đi bộ trên Thượng Thành đoạn trước Đại Nội Huế thời gian gần đây đã thu hút du khách và người dân đến tham quan trải nghiệm, đặc biệt là vào các ngày nghỉ cuối tuần. Tuyến đường này giúp du khách có trải nghiệm thú vị hơn khi đến tham quan kinh thành Huế và cho thấy tiềm năng khai thác du lịch hiệu quả quanh khu vực di sản Huế. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tản bộ, ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng. Chọn góc đẹp để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Với nhiều người, đây còn là nơi lý tưởng để đi bộ rèn luyện sức khỏe. Từ khi đoạn tường thành từ cửa Thể Nhân sang cửa Quảng Đức ngang qua cột cờ Phu Văn Lâu được chỉnh trang nổi thông, với nhiều người Huế dù đã quá quen với quang cảnh khu vực này, nhưng khi được ngắm một góc kinh thành từ trên cao cũng mang đến những cảm xúc mới lạ. Cái tường thành lên này mình mơ thì xưa lâu rồi, nhiều lần mình muốn lên mà mình chưa lên. Có dịp bạn mình ở Sài Gòn ra thì mình đưa bạn mình đến đây. Thì đến đấy là rất là ngạc nhiên. Khi đứng ở trên Thượng Thành thì mình thấy cảnh quá tuyệt, vì mình ở từ cái điểm này mình có thể nhìn thấy bao quát Đại Nội phía sau đằng sau, và phía trước là khung cảnh kinh đào và nhà dân xung quanh nữa, có thể nhìn thấy bao quát toàn thành phố, rất là tuyệt. Mình được ngắm nhìn khung cảnh Huế, ngắm sông Hương này, rồi ngắm Đại Nội này. Rồi vậy là cái đường đi bộ cây xanh rất là nhiều và rất là đẹp. Dù sống ở đây, đi qua đây nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên con được lần đến đây, thấy rất là đẹp, ở hữu tình thơ mộng. Con thấy rất cực tự hào khi được sinh ra ở nơi đây, ở một nơi có nhiều cảnh đẹp như thế này. Còn với nhiều du khách được phóng tầm mắt khám phá không gian di sản từ góc nhìn trên cao là những trải nghiệm rất tuyệt vời. Tính cả đi du lịch và đi công tác thì đây cũng không phải lần đầu tiên. Nói chung là mỗi lần đến đây thì luôn có cái cảm giác gọi là cái không khí nó được thay đổi, mình cũng có những cái trải nghiệm nó mới. Tôi đến từ Ấn Độ và hiện đang làm việc tại FPT Đà Nẵng. Hôm nay tôi đến đây cùng bạn để tham quan Đại Nội. Khi chúng tôi đang tìm kiếm đường ra trên bản đồ thì tình cờ biết đến tuyến đường đi bộ này. Cảm nhận của tôi thì khung cảnh ở đây thật tuyệt đẹp, không khí thoáng đãng, trong lành, mang đến sự thoải mái.
Chúng tôi được biết Huế là một thành phố cổ đô xưa, có bề dày lịch sử. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn Huế để tham quan. Chúng tôi bắt đầu chuyến tham quan trải nghiệm từ tuyến đường này. Khung cảnh dọc theo tuyến đường rất đẹp. Rất tiếc là chúng tôi đến đây hơi muộn. Ngày mai chúng tôi sẽ trở lại để tham quan hoàn thành. Được xây dựng trong gần 30 năm, từ năm 1803 đến năm 1832, Kinh thành Huế là một thành lũy cao hơn 6 mét, dài 21 mét, với chu vi gần 9.000 mét. Sau khi chỉnh trang eo bầu, Trung tâm Bảo tồn Di tích cổ đô Huế đã tiến hành vệ sinh chỉnh trang, nối thông đoạn đi bộ phía tường thành này. Dự kiến đến năm 2025 sẽ nối thông toàn tuyến. Thì sắp tới chúng tôi sẽ cũng cố gắng là trong thời gian sớm nhất thì mình theo được nối toàn bộ cái tuyến. Chúng ta đã di dân khu vực thượng thành eo bầu thì hiện nay đang thực hiện cái gói gọi là dọn dẹp. Mình sẽ song song dọn đến đâu thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ có triển khai cái công tác chỉnh trang. Và xong khi chỉnh trang thì sẽ có những cái nội dung để trưng bày, kể câu chuyện về lịch sử cho du khách có nhiều cái trải nghiệm. Cùng với việc lắp đặt những thiết bị đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, một số dự định Trung tâm Bảo tồn Di tích cổ đô Huế sẽ thực hiện trong thời gian tới. Trước mắt là trưng bày hình ảnh các nghi lễ cung đình, phục dựng cảnh lính gác tuần tra, tăng phần sinh động hấp dẫn đối với người dân và du khách. Để Huế, kinh đô xưa nhưng luôn mang đến những trải nghiệm mới. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu sau được tăng cường yếu nên mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, ngày giảm mây trời nắng, nên nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất ban đêm từ 16 đến 18 độ, độ ẩm 88 đến 90%. Thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.